Mới đây, Ariana Grande xuất hiện trong lễ trao giải iHeartRadio và biểu diễn ca khúc Save Your Tears cùng với The Weeknd đang là tâm điểm gây chú ý của cộng đồng mạng. Không chỉ bởi màn trình diễn quá sôi động và xuất sắc, Ariana Grande còn gây chú ý vì đây là lần đầu tiên cô xuất hiện sau đám cưới với chồng đại gia. Nữ ca sĩ diện bộ đầm màu đen bó sát thân hình gợi cảm và phô diễn vòng một quyến rũ. Vai rùa sang chảnh cuốn hút của cô nàng cũng nhận được cơn mưa lời khen từ netizen. Tuy nhiên, thứ sáng sân khấu không phải ngoại hình của Ariana mà lại là chiếc nhẫn cưới kim cương to trên ngón áp út của cô nàng. Ariana Grande đã có đám cưới thực sự sau gần 3 năm cô hủy bỏ hôn ước với danh hài Peter Davison. Trước đó, nữ ca sĩ hẹn hò khoảng 2 năm với rapper Mac Miller. Cô đã rất đau khổ khi Mac Miller sốc thuốc qua đời vào tháng 9 năm 2018, chỉ vài tháng sau khi họ chia tay. Khán giả dành nhiều lời chúc phúc cho giọng ca 27 tuổi vì cô đã tìm được mái ấm của riêng mình sau nhiều thăng trầm khó khăn. Ariana đã tổ chức hôn lễ bí mật vào ngày 15 tháng 5 vừa qua và tung bộ ảnh cưới ngọt ngào tình cảm bên chồng đại gia Dalton Gomez khiến netizen nức lòng. Hôn lễ nhỏ ấm cúng chỉ mời đúng 20 người thân và bạn bè của hai bên gia đình. Đám cưới với tông nền chủ đạo trắng tinh khôi, thêm vào đó là rất nhiều nến và hoa đã được Ari tận dụng triệt để. Được biết, Ariana diện thiết kế của bà tiên váy cưới Vera Wang. Đám cưới tối giản cúp ngực, hở lưng táo bạo làm từ chất liệu satin cao cấp khiến Ariana xinh đẹp sang trọng như biểu tượng sắc đẹp Audrey Hepburn. Dù không tiết lộ con số chính xác nhưng dân mạng tin chắc giá của chiếc váy này không hề rẻ. Nữ ca sĩ còn đeo bộ trang sức ngọc trai kim cương đến từ nhà thiết kế Laurent Schwartz. Một điều thú vị là Grande đeo ngược một chiếc bông tai với ý nghĩa đám cưới là sự kiện mang tới bước ngoặt cuộc sống. Ariana Grande sinh năm 1993 là ca sĩ diễn viên người Mỹ. Cô bắt đầu sự nghiệp tại Broadway. Năm 2013, Ariana ra mắt album đầu tay Yours Truly. Nữ ca sĩ từng nhận các giải thưởng Grammy, MTV Video Music Award, AMA. Năm 2016, Ariana Grande góp mặt trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time. Chồng cô là Dalton Gomez, sinh năm 1994, là môi giới bất động sản cao cấp trị giá hàng triệu đô la Mỹ ở Los Angeles. Được biết, Dalton Gomez kém Ariana Grande 2 tuổi. Anh là một doanh nhân bất động sản trẻ tài năng và giàu có ở California. Anh đang làm việc cho tập đoàn bất động sản cao cấp Aaron Kidman, nơi bán các biệt thự triệu đô ở Malibu. Mẹ của Ariana, bà Joan Grande, rất quý mến con rể. Sau khi nghe tin con gái đính hôn, bà Joan bày tỏ niềm vui mừng trên Instagram. Mẹ rất háo hức chào đón Dalton Gomez đến gia đình của chúng ta. Ariana, mẹ yêu con và Dalton rất nhiều. Chúc hai con hạnh phúc mãi mãi. Ngoài vai trò là ca sĩ tài năng, Ariana còn được biết đến là người sống rất lành mạnh. Tình yêu với động vật là động lực chính để Ariana Grande từ bỏ thịt và phô mai, chuyển sang chế độ ăn thuần chay từ năm 2013. Thời điểm quyết định từ bỏ thịt động vật phô mai, Ariana đã viết trên Twitter rằng "Tôi đã ăn thực phẩm hữu cơ từ ngày nhỏ và luôn giữ lượng thịt ở mức tối thiểu, nhưng hôm nay là ngày đánh dấu tôi ăn chay 100%. Bên cạnh mục đích bảo vệ động vật, Ariana cũng tin rằng chế độ ăn chay sẽ đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tôi yêu động vật hơn yêu nhiều người khác, không đùa đâu, bởi vì tôi có một niềm tin không thể lay chuyển vào việc ăn một chế độ dinh dưỡng hoàn toàn từ thực vật sẽ giúp kéo dài tuổi thọ và làm ta hạnh phúc một cách viên mãn hơn.